Protecting Vietnam's long coastline against erosion is a major challenge in an era of accelerating climate change, sea level rise, and extreme weather events. A project now in preparation by the government of Binh Thuan Province, ADB and Invest International, aims to protect coastal beaches near the capital, Phan Thiết, an important fishing port and tourist destination. A concrete seawall has been built to protect the city, but beyond the wall, the shoreline has retreated 50 meters due to erosion over the past 2 years. Without protection measures, coastal beaches could erode by up to 150 meters over the next 30 years. Coastlines are dynamic places, but when we build a city on the coastline, we typically seek to prevent that movement because we've built a whole lot of buildings there. The way we do that traditionally has been through the construction of hard protection measures, such as concrete seawalls or breakwaters. An issue with these types of interventions is that they interrupt the natural processes at work, and that can cause erosion, particularly if they interrupt the natural movement of sand along the coast. And that's the situation which has happened here. Beach erosion threatens the coastal economy and local communities which may be forced to relocate inland. People from fishing communities consulted during project preparation welcome the coastal protection project, but are concerned that access for their small boats to the sea will be affected if a seawall is constructed. Làm như thế nào á thì cho phải đảm bảo cái chuyện là đó là kinh tế cuộc sống của bà con của tụi tôi là sống với bãi ngang là chỉ đi bằng cái thúng, mà cái thúng là đi ra đi vô chứ không phải là neo ở quầy khơi như ta ghe tàu luôn. Mà bây giờ mấy anh nói đổ đá thì cái thúng mà vô đá thì không bao giờ còn thúng nào hết á. Beach erosion also affects the growing Phan Thiết tourism sector. More frequent flooding could cause physical damage and spoil the attractiveness of the seashore. Cái năm gần đây là nước biển nó đánh vô bờ hơi bị nhiều, cát vô xối vô trong cái gần cái resort của gần nguyên khu đây, có một số cây cối bị ngã, rồi đánh vô cũng sát với lại cái hàng rào của cái resort. Nếu mà làm tránh được bớt được cái sóng biển thì tốt, nhưng mà mong là vẫn giữ được cái nét thiên nhiên, đừng có bê tông nhiều quá. Thì như vậy thì là khách du lịch thích hơn. The coastal protection project design is sensitive to the needs of local communities and the tourism sector. The strategy is to employ a mix of gray infrastructure and green solutions to preserve beaches, promote marine biodiversity and ecotourism, while preserving access to the sea for fishermen. We have the road with the light protection that will be designed to ensure the access to the sea for fishermen. We'll have sand enrichment. Offshore, we'll have detached breakwaters that will reduce the wave energy and facilitate the beach nourishment. On top of the breakwaters and around it, we will have a nature-based solution and eco-design modules, such as artificial reefs, that will promote biological activities and the recruitment of marine species. Thông qua cái dự án này thì chúng tôi cũng mong muốn là những cái giải pháp mới để bảo vệ bờ biển được áp dụng tại Bình Thuận cũng như là tại Việt Nam. Vì có những cái giải pháp là chưa được thực hiện ở Việt Nam, ví dụ như bãi san hô, rồi giải pháp về nuôi bãi, giải pháp về đê biển, thì thông qua cái dự án này thì chúng ta có thể thử nghiệm những cái giải pháp và rút ra những cái kinh nghiệm, những cái giải pháp nào là hữu hiệu nhất.